Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ review cái bộ trang phục Good Boy của anh chàng Jack, dịch ra tiếng Việt là đứa trẻ ngoan, trong khi đây là một cái anh chàng lớn sáng to xác rồi. Cái tên đứa trẻ nghe nó buồn cười vãi. Đấy, các bạn có thể thấy cái fan art của cái nhân vật này vẽ thêm đôi mắt nữa, nhìn nó có hồn, sức sống hơn. Nó có vẻ như là tóc dài quá che hết mắt của anh chàng này rồi, nhưng cơ bản là cặp chân ngon quá mọi người ơi. Nhìn lại chân mình xung quanh toàn thịt, cho nên là tổng thể cơ thể mình nhìn nó cứ lùn lùn kiểu quái gì ấy. Khổ lắm. Phải chi ốm ốm dày ăn cho nó sướng. Đây là trang phục bán chỉ bằng cái ám hiệu thôi, cho nên là việc mà các bạn mua thì phải nạp. Thẻ thì cũng không chẳng đổi được nữa. Hôm nay mình cứ tưởng bán skin Gu Trang nhưng mà vẫn chưa bán, vậy là sắp sang tuần sau rồi. Vậy mà ngày hôm qua thì bên Trung Quốc bán cả hai bộ trang phục cùng một lúc luôn. Ồ, nó rất là kỳ lạ. Vậy là mình cũng review được cái bộ trang phục Gu Trang cho anh em cùng xem vào tối ngày hôm qua. Đấy, bạn nào có thể chưa hiểu rõ về cái bộ trang phục này nó như thế nào thì có thể là kiếm lại trên cái danh sách clip của mình nhé. Thường thường là những cái bộ clip những thì mình sẽ có một cái danh sách phát riêng. Những cái danh sách cơ bản nhất có thể thôi. Thế thực ra thì mình cũng khá là lười làm nhiều danh sách, đâm ra nó cũng mệt. Rồi. Chui đi đúng rồi đó. Đánh để lấy skill nha mọi người, đừng có lười. Đầu game là cần phải đánh lấy skill. Khi nào có skill xong lúc đó thì mình mới khỏe được. Ngon. Phải thế chứ. Ui dồi. Mình đang sử dụng sim để phát wifi xài đây. Bàn tay cha này có vẻ to hơn những cái bộ trang phục khác ha. Bộ trang phục này thấy bàn tay có vẻ như là nhìn nó máy móc hơn, to hơn. Mà phải chi đánh gió hay được như người ta thì đỡ quá. Mình thì cứ đánh gió để lấy tàng hình thôi. Khổ lắm mọi người ạ. Rách vào tay người ta thì đúng là thợ săn. Còn rách vào tay của mình ấy thì giống y như là một cái quạt vậy đó. Quạt cho mát thì thôi à, tạo ra gió cho nó mát thôi, chứ nó cũng chả có cái tác dụng gì. Chém mà dơ. Dơ dễ sợ luôn. Đấy, thấy không? Chán đời không? Bạn hương sư kia có quý bà san hô luôn. Trời ơi, nó đẩy cái chán không rồi chứ. Trưa nay chơi lát quá, cho nên mình không có thể nào mình chơi sớm mình đăng được. Giờ cũng phải tầm 2 giờ này này. Bình nó xanh lại một chút ổn rồi. Chơi mà cứ kiếm game để giải tỏa stress, nhưng mà không ngờ nó cứ làm mình trầm cảm nhiều hơn. Chơi mà cứ chửi wifi không. Khổ thật. Cha nội này có cái phụ kiện luôn. À, không trúng rồi. Thực ra thì chém gió rách ở những cái địa hình hẹp thì sẽ khó. Những cái địa hình nó cản trở gió của mình. Nếu như mà survival nó hay nhây ở những khu tường mỏng ấy, các bạn đứng sát người vào rồi chém gió sang. Cho nên là mình mang cắm mắt này này, dễ xác định tụi nó đang ở khu vị trí nào sau bức tường, mình dễ chém gió nó hơn. Úi dồi, bà côn trùng, bà cứ để cái đám bọ ở đây. Công nhận này, đi chậm thật đấy, nè, thấy không? Nhưng mà không sao nha, cố gắng giết anh chàng này nha. Úi dồi. Bà cứ để cái đấy đấy mà cản trở con đường tôi đi. Cay ghê á, coi kìa. Hôm nay mình nghỉ được một ngày luôn. Trời ơi, sướng. Cả tuần được nghỉ có 2 buổi thôi, cho nên cái gì mình tranh thủ được thì mình sẽ cố gắng mình tranh thủ. Cứ ngủ cho nó ngon đó mọi người. Chém gió nè. Hai. Thôi, trò chơi của các bạn kết thúc ở đây rồi. Chơi bời ít thôi.
Giờ thì có cái nhiệm vụ đánh 100 trận ấy, mình không hiểu sao mình đánh cũng khá là nhiều trận Hunter rồi nhưng mà nó vẫn không có tính trận tích lũy cho mình. Khó hiểu vãi. Rồi lấy được cả bộ trang phục B của Joseph. Thanh niên này. Ai khiến bạn phải đứng im thế này bạn ơi? Rồi, lên đĩa. Hay lắm. Mấy thanh niên này cứu hết nhánh 6 rồi. Giờ thì mình cứ thoải mái. Chỉ cần chém gió chúng cái là khắp bọt hẳn luôn. Đây 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 đây, núp cái gì trời, tôi soi chị mà. Chị ổn không? Xịt đi chị. Yeah. Hết nước hoa nha. Biết sợ. Hồi nãy ghê lắm mà, sao giờ biết sợ rồi à? Công nhận cái quả phụ kiện liềm này nó lôi với vồ giống như cái đồ chùi song vậy, chán ghê không? Xách chân con nhỏ. Nếu mà cầm chân mà lôi vậy phải có một cái sức khỏe phi thường lắm ấy, không phải chuyện nhỏ đâu. Này liếm gió đi, rồi xong. Liếm gió đi. Trời ơi, hồi nãy ghê lắm. Thả bọ cản đường các thứ cơ. Đây đây đây, vẫn là thanh niên này. Rồi đây kiếm ăn bạn. Tàng hình với tôi. Ôi, tự giác đầu hàng luôn. Ôi đẹp trai thế. Ok các bạn đừng chuyển kênh nhé. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. Khiếp nãy cản đường. Giờ mình cũng ngán chơi Hunter lắm cơ. Rồi vồ nó mạnh kinh khủng luôn ấy. Ok, mình đã quay trở lại trận đấu thứ hai ở xưởng vũ khí. À, chơi Jack trong cái map xưởng vũ khí này cũng rất là tuyệt vời. Tường rất mỏng, chứ nó không có chi chít địa hình như là cái map Leo vừa rồi. Sắp hết pin rồi. Bây giờ mình xài 3G thì nó cũng khá là ok, nhưng mà nhiều khi nó cứ bị giật lên giật xuống ấy, nó cũng không có ổn định lắm. Nhưng mà thôi kệ đi, có binh xanh là thực sự ra thì cũng khá là vui rồi. Emma đâu? Giờ tôi thấy rồi. Ô, hay ấy nhở. Úi giời ơi. Cái màu máu của cái bộ trang phục này mình không biết phải máu không. Mình cứ giờ thấy giống giống với màu thuốc của chị Mikan ấy. Ừ, giống cái kim tiêm của chị Mikan. Hành hạ. Rồi, tôi sắp có tốc biến nha. Tôi sẽ giết chị. Các bạn đi trên con đường gió ấy, thì cái skill hồi tàng hình ấy, nó sẽ rất là nhanh. Còn đi không không vậy thì lâu lắm. Cho nên là khi mà đánh trúng dưới vồ có gió thì đạp lên đấy, vừa tự tăng tốc vừa tàng hình nữa. Ít ra thì nó cũng truy đuổi rồi gây hoang mang dư luận nhiều cái lắm. Mình khi tàng hình xong, ui trời ơi. Tôi lại sợ ông quá. Ui chị tiền đạo chị làm gì đấy? Chị bày tỏ cái sự nguy hiểm gì ở đây vậy? Đâu rồi? Đây đây, dấu chân đây. Coi núp kìa. Liếm gió đi má. Trời ơi. Mà kể ra thì mình cũng sợ mấy ông này thiệt. Trời ơi, nó mà tông bóng rồi. Cái ông đánh bóng nữa. Sợ thật đấy. Nó đánh mình cái là mình văng ra chuồng gà luôn. Nhiều khi nó đánh xong rồi mình bị văng ra chuồng gà thì nó lại lượm quả bóng như thật. Nó chả có ngán ngẩm gì ai. Rồi thợ vừa lại được cứu rồi. Vẫn là chị ong nâu với em bé. Tức cái đám bọ này ghê luôn á. Ôi ôi, mấy anh chị bay nhau ra cứu. Vậy là chung quy lại là hết hai cái nhánh 6 rồi.
coi Mỹ Nhân biết Mỹ Nhân có đi theo tiền đạo không. Đây, 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 biết ngay. Hay. Nói chung là chơi mà gặp nhiều hunter thì họ cũng có máu liều lắm. Một là đánh được, hai là ăn ván à. Họ không có suy nghĩ gì hết trơn á. Nhưng mà tâm lý của mình thì lúc nào mình cũng khá là sợ. Bởi vì là nếu như mà mình ăn ván mà nó lên nhánh stun nữa thì đúng bất tỉnh luôn. Cho nên là thôi, cái gì mình cũng phải cẩn thận là trên hết. Nhưng mà có thể phòng ngừa một cái nhánh chống stun ván ấy cũng khá là ngon. Mà thông thường là mấy cha tiền đạo với mấy cha cờ bồi là chuyên gia lên cái nhánh đó thôi. Ở chỉ vũ công nữa. Đúng sợ luôn. Chơi gì mà không để cho người ta sống, không để cho người ta xả stress mà toàn gây áp lực. Kính như được, sợ. Sợ bị xỉu. Tức cái đám bọ này quá. Rồi đó, mấy anh chị nào còn có khả năng cao ra đây được thì cứ ra đây mà cứu đi. Chắc những kia nghe tiền đạo nữa thôi. Anh ơi. Ui ơi. Có gió rồi nha. Có gió rồi, có gió rồi. Chui ra đây. Thôi xong. Thôi xong. Trời ơi, phải chi bán bằng đá thì mình đã mua rồi. Tại vì nick mình nãy giờ tích góp cũng được 16.000 đá. Chẳng qua là cũng ít chơi rank cho nên là mình cũng chẳng có đá nhiều. Chứ nếu như mà được như những người khác thì mình... Úi giời. Nếu mà mình cũng chăm đi rank hàng ngày thì lượng đá cũng khá là ổn định. Tốc biến luôn. Chị Mỹ Nhân xào rau. Chị đi đâu đấy chị? Ồ. Ui. Cái team này mình thấy là 3 nhánh 6 rồi đấy. Còn tiền đạo lên nữa hay không thì mình cũng không biết đấy. Eo ơi, sợ hãi cái team này kinh khủng luôn. Ui giời, bà đứng mà gồng bóng. Người lại tiền đạo kìa. Ui. Xỉu ỉa với ông này luôn. Thôi chắc nhắc lên luôn. Thấy bà Mỹ Nhân kia hai sọ. Còn một máy nữa, cũng không dám chủ quan. Nhỡ nó nổ máy cái đùng cái lại tay không về, lại về không nữa. Rồi đi kiếm hầm. Vâng, mình nghĩ hai sọ này ví dụ mà có truy đuổi được Mỹ Nhân chắc nó cũng búng mình tím háng luôn, cho nên là thôi. Không nghe tai, vậy là cái hầm không có ở đây rồi. Hầm bên kia rồi, bên nhà máy. Thôi đi đi. Đi đi, đi đi. May quá trận này cũng không ăn stun nhiều, cũng không có ăn bóng, cũng không có ăn sọ, vậy là đã rồi. Ok, và có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Chúc các bạn vui vẻ. Bye bye.